Chúng ta vẫn thường chỉ nghe thấy nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, chứ điện sinh khối thì không phải ai cũng biết. Sinh khối từ vật liệu hữu cơ, bao gồm cây cối, cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là bã của loài cây nông nghiệp, lâm nghiệp như là rơm rạ, bã mía hay là lá khô. Điện sinh khối chính là việc sử dụng sinh khối để sản xuất điện năng bằng cách đốt cháy để giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt có thể dùng để nấu nướng, sưởi ấm và làm nhiên liệu. Vâng, và trên quy mô toàn cầu thì sinh khối là nguồn năng lượng lớn thứ tư, chiếm khoảng từ 14 đến 15% tổng năng lượng tiêu thụ của cả thế giới. Ở các nước đang phát triển thì sinh khối thường là một nguồn năng lượng lớn, trung bình thì đóng góp khoảng 35% trong tổng cung cấp năng lượng. Vì vậy mà năng lượng sinh khối giữ một vai trò rất là quan trọng và cũng có khả năng sẽ giữ được vai trò sống trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới trong tương lai. Vâng, ở Việt Nam thì điện sinh khối vẫn còn khá xa lạ. Sau nhiều năm chuẩn bị thì nhiều nhà máy điện sinh khối do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam đầu tư tại Phú Yên đã hoàn thành và chính thức hóa lưới điện quốc gia. Điều này không chỉ làm lợi cho công ty về kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhà máy điện sinh khối công ty KCP có công suất 60 MW, trong đó giai đoạn 1 công suất là 30 MW đồng phát. Nguyên liệu đốt là bã mía sau khi ép đường. Đây được xem là công trình năng lượng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, đồng thời giải quyết được nhiều bài toán kinh tế khác. Thực tế thì như tại đất nước Ấn Độ của chúng tôi á, thì cái điện sinh khối tức là một cái dự án điện đồng phát đi cùng với là một cái nhà máy đường thì nó đã chứng minh là nó đem lại cái hiệu quả rất là tốt, và hiện tại thì trên thế giới rất là nhiều quốc gia cũng đã thực hiện cái dự án này, và KCB ở Việt Nam thì cũng đã lấy cái công nghệ từ bên đó để về này và mình xây dựng một cái nhà máy điện sinh khối của mình. Cái công nghệ này là cái công nghệ hiện đại nhất ở Việt Nam. Chưa có nhà máy đường nào ở Việt Nam mà có được cái công nghệ này. Tức là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn. Và một điều đặc biệt đó là nó sẽ tái tạo cái năng lượng sạch từ những cái phế phẩm của ngành nông nghiệp mình đốt để mà mình sản xuất cho điện. Ngay sau khi hòa lưới điện quốc gia giai đoạn 1 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017 với công suất 30 MW, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án và phấn đấu hoàn thành vào năm 2018. Hiện nhà máy điện sinh khối KCP đang đóng góp vào ngân sách tỉnh Phú Yên khoảng 80 triệu đồng một ngày. Thì đến cái giai đoạn 2 mà khi thực hiện cái bước mà điện sinh khối thì hiệu quả của nhà máy sẽ cao hơn và cái đóng góp cho tỉnh sẽ cao hơn. Và nó cũng đã góp phần làm chuyển dịch cái cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia. Đây là một cái dự án mà lãnh đạo tỉnh rất khuyến khích. Quá trình KCB thì cũng chuẩn bị rất là dài. Và đến nay, đến giờ này là thành công. Tôi cho rằng đây là một tiến bộ khoa học kỹ thuật rất là tốt. Và cũng từ cái tiến bộ khoa học kỹ thuật này, chắc chắn nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho không chỉ tập đoàn, mà cho tỉnh Phú Yên, cũng như trong cái ngành điện của chúng ta nói chung. Khi thực vật sinh trưởng, chúng hấp thụ khí carbonic trong môi trường và dự trữ nó thông qua quá trình quang hợp. Một lượng CO2 tương đương được giải phóng khi thực vật bị phân hủy tự nhiên hoặc đốt cháy. Điều đó có nghĩa là năng lượng sinh khối không đóng góp vào quá trình phát thải khí nhà kính.